Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị giao ban trực tuyến quý 3 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên về hình thức tổ chức và hoạt động. Công ty cổ phần Thuận Đức linh hoạt trong phát triển sản xuất kinh doanh. Phát sinh mới nhiều trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quý 3 năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tại Hưng Yên, ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kế hoạch làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện nền nếp các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy cán bộ, công tác tổ chức Đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Quý 4 năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành chương trình công tác năm 2021, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trọng tâm là đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh thành ủy. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Hội nghị đã quán triệt triển khai quyết định số 17 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó tập trung vào một số điểm mới về nguyên tắc, quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức đảng, nguyên tắc thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại kỷ luật đảng. Nhân dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các nhiệm vụ giải pháp phối hợp thực hiện tốt quy chế trong thời gian tới. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên về thực hiện tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức được 7 phiên họp thảo luận và thống nhất ban hành quy chế, chương trình làm việc, giám sát, khảo sát, kế hoạch tiếp công dân và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền, ban hành 37 nghị quyết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Về kết quả khảo sát, việc thực hiện nghị quyết số 277/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã được rà soát, xây dựng phương án bố trí sắp xếp, bảo đảm đúng chuyên môn, năng lực. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù cho thành phố về hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, cơ chế điều tiết ngân sách từ nguồn sử dụng đất, xem xét cho phép các xã của thành phố được tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố đã ban hành cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định, chú trọng công tác giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp đã ban hành, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, sáng nay Huyện ủy Văn Lâm và Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tới dự động viên hội thi tại huyện Văn Lâm có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia hội thi có 10 thí sinh được lựa chọn từ 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Các thí sinh trải qua hai phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các thí sinh đem đến nhiều nội dung sát thực với tình hình thực tế tại địa phương như quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, phát huy thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 bằng hình thức trực tuyến và kết nối với 6 điểm cầu tại các đơn vị cơ quan doanh nghiệp có 6 thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã linh hoạt sáng tạo trong truyền tải nhiều nội dung tuyên truyền như học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và cuộc sống, đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong thời đại mới. Phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo cũng được các thí sinh vận dụng linh hoạt các kiến thức gắn với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Yên Mỹ trên địa bàn xã Tân Lộc và xã Trung Hòa, hiện nay đã có hơn 950 hộ nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Hiện vẫn còn 55 hộ dân ở thôn Thư Thị và thôn Lưu Hạ xã Tân Lập chưa đồng ý phương án hỗ trợ bồi thường mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó, 48 hộ dân ở thôn Thư Thị đã có quyết định thu hồi và được các ngành chức năng chuyển tiền bồi thường vào tài khoản cá nhân. Được biết, huyện, xã và các ngành chức năng vẫn đang tuyên truyền vận động, đồng thời xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư nếu như các hộ dân cố tình không nhất trí với phương án bồi thường. Khu công nghiệp Yên Mỹ có diện tích 280 ha. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai san lấp mặt bằng giai đoạn 2. Riêng giai đoạn 1 của khu công nghiệp đã có 11 nhà đầu tư đăng ký vào với diện tích 55 ha. Một số dự án đã đi vào hoạt động. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhưng chính nhờ sự chủ động linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh mà không ít doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất cao hơn so với cùng kỳ. Cùng chia sẻ khó khăn với các bạn hàng như có thể chậm thanh toán tiền, nhưng gần 2 năm qua, công ty cổ phần Thuận Đức chưa một lần chậm tao đơn hàng cho đối tác. Cùng với đó là không ngừng nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm bao bì PP các loại và túi sách siêu thị, nên tổng doanh thu, thu nhập của người lao động vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ. Lao động trong công ty cũng không có sự ảnh hưởng gì nhiều. Thứ nhất, thứ hai là công việc trong tháng thì nó vẫn ổn định và bình thường. Thu nhập hàng tháng của chúng tôi vẫn được duy trì đảm bảo. Với công nhân in thì mức thu nhập từ 9 đến 15 triệu. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Đến nay, hơn 1.100 trong tổng số 1.500 công nhân công ty cổ phần Thuận Đức đã được tiêm vaccine mũi 1, đạt trên 73%. Nhưng không vì thế mà doanh nghiệp lơ là chủ quan trong công tác phòng dịch. Tại tất cả các nhà xưởng, việc kiểm tra thân nhiệt, tạo mã QR để quản lý người ra vào vẫn được thực hiện và duy trì nghiêm. Vaccine và chủ động các biện pháp phòng dịch là hai trụ cột được doanh nghiệp thực hiện nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất lên hơn 2.000 lao động vào năm 2022 tới với một số sản phẩm mới ngoài bao bì PP và túi sách tiêu thị. Có những cái thay đổi linh hoạt trong sản xuất để làm sao là duy trì được cái sản lượng và giữ được cái chất lượng cũng giữ được các cái bạn hàng.
Nên là qua việc nỗ lực đấy thì trong cái năm 2021, 9 tháng đầu năm chúng tôi vẫn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng. Là cụ thể là cái thu nhập của người lao động cũng đã được cải thiện, tăng hơn so với năm 2020, và cái tổng doanh thu của 9 tháng đầu năm cũng đã tăng hơn. Tìm ra thời cơ phát triển từ chính trong khó khăn đã giúp công ty cổ phần Thuận Đức không những giữ vững sản xuất trong giai đoạn có nhiều rủi ro vừa qua mà còn tăng trưởng khá so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm nay, công ty đã đạt doanh thu trên 1.750 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với doanh thu cả năm 2020. Thu nhập bình quân của người lao động 9,5 triệu đồng một người trên tháng. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất nông nghiệp trên đất ruộng, vụ mùa năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục triển khai mô hình quản lý dịch hại tổng hợp tại một số địa phương. Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa được thực nghiệm tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi và xã Thuần Hưng, huyện Khói Châu với diện tích trên 10 hectare. Trong đó, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ thóc giống và tập huấn kỹ thuật sản xuất, áp dụng đúng hướng dẫn từ quy trình làm đất đến sử dụng phân hữu cơ. Qua buổi nghiệm thu, đánh giá đã đạt được những ưu điểm nổi trội như thân cứng, chỗ bông đều, cây đẻ nhánh khỏe, chắc hạt, chống đổ tốt, dự kiến đạt năng suất trên 65 tạ trên 1 hectare. Việc áp dụng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa giúp người dân biết cách phòng trừ sâu bệnh sớm, giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật đối với sức khỏe cộng đồng, qua đó tăng hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững. Trước đây, huyện Văn Lâm là một trong những địa phương gieo cấy muộn nhất tỉnh Hưng Yên, vì vậy ảnh hưởng lớn đến kế hoạch làm cây vụ đông. Tuy nhiên, những năm gần đây do chủ yếu gieo thẳng và để mạnh cơ giới hóa, nên tiến độ sản xuất vụ mùa của huyện được đẩy sớm hơn so với các năm trước. Hiện nay, bà con nông dân huyện Văn Lâm đã thu hoạch được trên 450 ha lúa mùa, đạt 25% trong tổng diện tích 2.000 ha. Trong đó, một số xã đã thu hoạch được 40% diện tích như Lương Tài, Việt Hưng. Năng suất trung bình đạt 58 tạ 1 ha. Với các giống lúa chất lượng cao như Mỹ Hương, Hà Phát 3, Đài Thơm 8 là 70% diện tích, Văn Lâm là một trong những địa phương có tỷ lệ gieo cấy lúa chất lượng cao nhiều nhất tỉnh. Hiện giá bán lúa mùa đạt từ 90 đến 100 nghìn đồng kg. Huyện Văn Lâm cũng đang triển khai 9 mô hình cánh đồng sản xuất tập trung liên kết sản xuất lúa. Cùng với thu hoạch lúa mùa, nông dân trong huyện đang tích cực đẩy mạnh làm cây vụ đông với diện tích 800 ha. Thưa quý vị và các bạn, theo đường dây nóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, phát sinh nhiều trường hợp mới xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Mới đây nhất, vào giữa tháng 9 năm 2021, tại khu vực xứ Đồng Đầm Tròn, thôn 8, xã Xuân Quan, lợi dụng vùng sâu trũng lại giáp danh với thành phố Hà Nội, hộ gia đình ông Lê Văn Thi đã xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích lên đến hàng trăm mét vuông. Ngay sau khi phát hiện, ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quan đã tiến hành lập biên bản yêu cầu gia đình ông Thi ngừng ngay việc thi công và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Gia đình ông Thi đã cam kết sẽ phá dỡ trong 3 ngày, tuy nhiên đến ngày 28 tháng 9 vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ. Ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quan đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ diện tích công trình xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp mà gia đình ông Thi vi phạm. Không chỉ vi phạm xây nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp mà gia đình ông Thi còn tự ý cơi nới xây dựng chuồng trại với diện tích vi phạm trên 800 m2. Được biết, ngày 11 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quan đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu gia đình ông Thi ngừng thi công và đến ngày 28 tháng 6 phải tự giải tỏa xong vi phạm. Thế nhưng, đến nay, hộ ông Thi không chấp hành mà còn hoàn thiện công trình đi vào sử dụng, chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Qua xác minh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tại khu vực trên, trong tháng 6 năm 2021, ngoài hộ ông Thi, còn có một số hộ dân cũng vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích lớn như hộ ông Lê Văn Tuyển xây dựng trại lợn kiên cố trên 100 m2, ông Lê Văn Sáu dựng lều lán xây bể ngầm trên 300 m2, và cứng hóa mặt ruộng trên 50 m2, và hộ ông Nguyễn Văn Trọng, ông Lê Trung Trực xây dựng lều lán rộng hàng chục mét vuông.
Chúng tôi sẽ tập trung cương quyết để xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm này. Đối với những trường hợp mà bây giờ tái vi phạm hoặc là sửa chữa cơi lưới, đây là những trường hợp vi phạm theo cái chỉ thị 02 và kế hoạch 93 của Ủy ban tỉnh, và Ủy ban xã đã lập biên bản vi phạm và sẽ xử lý cương quyết trong thời gian tới. Để thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, không riêng gì xã Xuân Quan mà các địa phương trong tỉnh cần tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng, có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng nhà nước đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 để sử dụng đất không đúng mục đích. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Huyện Kim Động vừa tổ chức đại hội hội khuyến học huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện Kim Động đang duy trì hoạt động của 17 hội khuyến học xã thị trấn và hơn 340 chi hội khuyến học trường học, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, thôn, đội và ban khuyến học dòng họ, thu hút trên 17.000 hội viên tham gia. 5 năm qua, các cấp hội khuyến học trong huyện đã vận động xây dựng quỹ đạt hơn 18 tỷ đồng, khen thưởng hơn 7,6 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Ngoài khối lớp 1 được tới trường, các khối lớp còn lại phải học theo hình thức trực tuyến. Đây là thách thức với các nhà trường để đạt được mục tiêu phát huy năng lực và phẩm chất người học. Giờ học khoa học tự nhiên tại trường trung học cơ sở Tiên Lữ, thời gian kiểm tra bài cũ kéo dài hơn so với học trực tiếp. Bởi đây là môn học mới, tích hợp 3 môn vật lý, hóa học và sinh học, trong đó có những kiến thức trước đây học sinh được học ở các khối cao hơn. Các bài học đều có sự lồng ghép giữa lý thuyết và thực hành, vận dụng thực tế. Việc phải học trực tuyến trở thành thách thức đối với cả thầy và trò. Học sinh sẽ bị hạn chế về nhất là kỹ năng về hoạt động nhóm, kỹ năng về làm việc khoa học hoặc là kỹ năng thực hành thí nghiệm. Một số cái năng lực mà bị hạn chế, ví dụ như là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác và giao tiếp. Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới phương pháp dạy và học tích cực, tăng thời lượng thực hành, yêu cầu vận dụng và thực tiễn. Trong khi đó, học trực tuyến khiến cho việc trải nghiệm của học sinh bị hạn chế. Để khắc phục, các thầy cô giáo thường giao các nhiệm vụ học tập hướng tới vận dụng kiến thức và thực tế. Nếu học sinh khối lớp 6 có thể chủ động, độc lập thực hiện các yêu cầu của giáo viên, thì với học sinh khối lớp 1 và lớp 2 cần có sự đồng hành phối hợp của phụ huynh. Phụ huynh sẽ hỗ trợ các con mở máy hoặc xảy ra sự cố về vấn đề máy mạng, chuyển cái yêu cầu nhiệm vụ các cô giao để các con hiểu hơn. Khi mà nghiệm thu các sản phẩm của các con, phụ huynh quay video để gửi vào các nhóm để cô đánh giá. Tôi cũng có thường xuyên kiểm tra cháu, thì nói chung là cháu nó cũng hiểu bài. Chú ý ngồi nghe giảng và làm bài tập cũng đầy đủ. Các cô đưa ra cái phương án thư giãn và cái thoải mái, đỡ áp lực. Dạy và học theo chương trình mới, sách giáo khoa không phải pháp lệnh mà là công cụ giảng dạy. Giáo viên có thể điều chỉnh, vận dụng linh hoạt. Đây là cơ hội để khắc phục những khó khăn khi học trực tuyến. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tinh giảm chương trình ở bậc trung học, giảm bớt áp lực cho giáo viên và học sinh. Thưa quý vị và các bạn, tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vừa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết với 17 ca mắc. Các ca bệnh tập trung ở hai tổ dân phố Nhân Dục và An Thịnh. Trong đó, có 8 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, 3 trường hợp điều trị tại nhà và có 6 trường hợp đã khỏi bệnh ra viện. Theo điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, xét nghiệm và được chẩn đoán sốt xuất huyết dengue. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch trên, phường Hiến Nam đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch, triển khai phun hóa chất diệt muỗi mỗi tuần một lần xung quanh khu vực gia đình các bệnh nhân, thu gom rác, vệ sinh môi trường để tránh muỗi đẻ trứng và tiêu diệt nguồn gốc long quăng, bọ gậy. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng dengue từ người bệnh sang người lành. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh. Bởi vậy, cách tốt nhất vẫn là diệt trừ muỗi bằng cách tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, mặc quần áo dài tay và ngủ trong màn kể cả ban ngày.